Vâng, như chúng ta đã giới thiệu ở đầu chương trình thì bây giờ sẽ là khách đến chơi nhà cùng một gương mặt mà mình đặt cái tên là người sống sót duy Đúng nhất rồi, còn người lại. cuối cùng của Team Lam Trường, nhưng mà quan trọng là cuối cùng đã qua nhiều vòng rồi, phải không chị Kim Thanh? Có nghĩa là phải chặt chém ghê lắm mà bây giờ mới vẫn còn tồn tại để bước vào tối mai. Tối mai sẽ là cái đêm chung kết của The Voice giọng hát Việt. Giới thiệu một lần nữa, giới thiệu lại các thính giả là bạn Alex, tức là bạn Dương Quốc Anh, team của anh Lam Trường trong The Voice. Xin cho phép em chào chị Kim Thanh và cũng như là anh Thành Tài. Và ngày hôm nay thì em rất là vui khi được có mặt tại đây để cùng trò chuyện với lại anh chị cũng như là các vị khán giả đang xem chương trình ạ. Thưa quý vị khán giả, thì lúc nãy trước khi vào chương trình thì Thành Tài có nói chuyện với chị Kim Thanh là lâu lắm rồi là chúng ta mới có được một khách mời mà cái micro của chương trình là để cao thiệt như vậy luôn đó. Tức là nãy có hỏi qua thì bạn Alex đây là có một cái chiều cao 1m76. Nặng nhiêu em? Dạ nặng 61 kg. Em cũng hơi ốm. Đúng rồi, theo BMI là hơi thiếu. đúng rồi, em định chặt chém hai MC chương trình ngày hôm nay hay là em có ẩn ý gì em nói đại đi hả? Em tính chặt chém hả? Rồi thì cảm giác của em, đương nhiên câu đầu tiên là cảm giác là người cuối cùng của đội mà qua nhiều vòng, nó là như thế nào? Cuối cùng của cuộc chơi á. Dạ thực ra là khi mà biết là mình là người cuối cùng ngay từ vòng live show 1 thì em cảm thấy là mình cảm thấy rất là bất áp lực. Áp lực ở chỗ là một thân một mình đấu với lại những team khác, là còn lại là mỗi team là đa phần là thấy là 3 người trở lên. Thì cái đêm hôm đó là em thực sự em rất là vui bởi vì em được bình chọn cao nhất, nhưng mà cũng cảm xúc nó lẫn lộn một tí là vừa bình chọn cao nhất nhưng mà bên cạnh đó thì hai anh chị còn lại thì bị out ra khỏi chương cuộc chơi, thì em cảm thấy là không biết là mình nên vui hay nên buồn. Và ngày hôm đó thì em có nhắn tin cho anh Trường là anh ơi em sẽ cố gắng em hát thay cho các anh chị còn lại, bởi vì em cảm thấy là thực sự là cái cuộc thi này nó rất là khắc nghiệt trong năm nay, bởi vì cái luật chơi của nó thay đổi hoàn toàn, cũng như là cái áp lực trên vai em, cảm thấy là lúc đó mình gọi là mình phải phải gồng gánh cho cả team để mà đấu lại cho những team còn lại, thì em cảm thấy là rất là áp lực. Ủa nhưng mà tính ra là mình qua tổng cộng mấy live show ha? Tổng cộng là mình có là 3 live show ạ. Có 3 live show mà ngay cái đêm live show đầu tiên là chỉ còn mình em thôi. Dạ đúng rồi. Wow, có một mình em thay cho anh Lam Trường chống chọi 3 team kia. Theo thuyết âm mưu thì em lại nghĩ là hình như chúng ta có một cái plan khác, giống như là thay vì mình triệt đối thủ team ngoài trước thì bây giờ dù sao thì mình cũng phải đấu đấu với nhau, thì thôi mình đấu với nhau trước. Có phải là em có một cái ý đồ như vậy không em? À dạ không ạ, em cũng không dám đấu với lại các anh chị trong team, thật sự ra là em tính gài cho Alex có gì là bị mọi người ném đá phải không? thật sự ra đây là cái kết quả đều là do các quý vị khán giả bình chọn cả. Và ngay bản thân em thì em cảm thấy là 3 màu sắc của trong team của em là anh Duy và chị Trang, thì hai anh chị đó đều có màu sắc riêng cả, cho nên em cũng không có dám là đấu đá ai, hoặc là cô em cũng không thấy là bản thân mình cùng màu với là hai anh chị đó. Nhưng mà như em đã nói thì thực sự là đêm hôm đó em rất là vui, nhưng mà bên cạnh đó cũng rất là buồn, và cái cảm xúc rất là lẫn lộn cũng là đấu đá nhau. Bản thân em thì cái cảm xúc của em đó đã đấu đá trong 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 bản thân mình trước đã, chứ em cũng không dám là mình đặt lên bàn cân với lại hai anh chị còn lại. Tài có nghĩ là bên cạnh giọng hát, nhan sắc chính là yếu tố giúp đi vô vòng trong không? Nhan sắc và chiều cao nữa chị, tức là bản thân Alex mà là đã vậy đã cân nặng còn hơn bị ít nữa đúng đó. Đúng không? rồi, tức là lên sân khấu là đã nhìn là khác tới các bạn khác rồi đó, chưa nói tới cái chuyện mình biểu diễn phía trong nữa. Nhưng mà nãy nghe Tài nói xong mới Kim Thanh mới chợt nhớ là nếu mà bất kỳ nghệ sĩ nào mà tham gia vào chương trình Khách đến chơi nhà của chúng ta trong suốt 20 năm qua, nghe xong họ sẽ cảm thấy là rất là bất bình và họ sẽ anti Thành Tài, tại vì em nói là lần đầu tiên cái micro của cái chương trình đẩy cao đến như vậy. Ý em là sao? Tức là những người khách mời trong 20 năm qua không ai như vậy Giống như là mọi người sẽ ít nghi ít 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 cảm thấy rung rung rứt cái micro hơn, ngồi nghiêm nãy giờ bạn ngồi nghiêm cứng vậy nè, còn các anh chị khác thì thoải mái hơn nên micro có thể hạ thấp hơn chút xíu. Dạ, đây là lần đầu tiên mà em được tham gia một buổi talk show như vậy và em cảm thấy rất là rung. Ủa, hồi nãy hai giờ ừ, hai anh chị anh đâu chị cũng có bình làm thường gì mà em em đâu. ở đâu làm gì đâu. Cũng đâu cho chém gì Ừ, em chúng đâu. tôi chưa làm gì hết mà. Tại sao em lại gieo tiếng ác cho chúng tôi như vậy? Hồi nãy em có nói là lúc khi về cái là cái đêm mà em được nhất, xong rồi hai bạn đồng môn thì phải đi về, thì em có nhắn tin cho anh Trường cái câu vậy 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 đó. Anh Trường reply làm sao em? Dạ anh Trường không reply. Anh xin thôi. Đau lòng Anh nhất không muốn là nói luôn. xin đâu. Anh không muốn nói luôn. Có thể là do là cái lịch trình của anh hơi bận một tí, với lại cả là sau đêm hôm đó thì anh có quay về 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 Mỹ thì phải, cho nên là cái thời gian không có thời gian để mà Không, reply nhưng đâu. mà thật ra là mình chọc
Quốc Anh thì mình chỉ nói là ảnh xin thôi, là cho nó hơi gọi là mễ dâu một chút xíu. Chứ mà những người mà quen với anh Lâm Trường thì sẽ biết là ảnh có một cái tính rất là hay, là ảnh luôn luôn xin mà không bao giờ rịp lại. Ủa cái đó là hay hả chị? Ờ rất hay luôn, hay ngoặc kép. Rồi mệt tim lắm á chị, nghĩa là không biết ông có buồn giận gì mình không á. Nhiều khi có những cái công việc mình cần liên lạc gấp với ảnh, và ảnh nói là rất gấp nha Thanh ơi, gấp lắm nha Thanh ơi, anh cần liền nha Thanh ơi. Xong mình nhắn tin cho ảnh rồi mình làm đầy đủ cho ảnh xong hả, một tuần sau ảnh reply là nó đã quá mất hết rồi. Có khi lâu lâu là reply là kiểu là mặt cười, icon cười rồi xong. Ờ là mình không hiểu là ý của ảnh. Nhiều khi ông có bi bét em, ông quen tao, ông bụp ra cái vậy thôi chứ không nghĩ gì đâu. Và Nhân nói đến cái chuyện đó thì chương trình Vạch Mặt bắt đầu, thì bây giờ em hãy nói những cái điểm xấu của huấn luyện viên của em đi. Ừ. Cứ nói đi em. Không được em... mình dùng chữ xấu thì em nói, nhiều khi em nói sợ chị, dù sao cũng còn một đêm cuối nữa. Không, cho nên anh, là... anh hết quyết định rồi. Ủa, vậy luôn đó hả? Ừ, đêm cuối là anh hết quyết định rồi. Vậy em cứ bình thường, ý là cái gì mà em thấy khó đỡ nhất đối với huấn luyện viên của mình? Cái khó khăn em nói là thay vì khó, điểm xấu thì mình nói khó khăn khi mà làm việc với anh Trường đi nha. Khuyết điểm của anh. Tương đương. Cái khuyết điểm của anh là ở xa Việt Nam quá, với lại cả là thời gian của anh ấy là chạy số rất là nhiều. Bên cạnh đó thì cái việc mà anh đó có thêm gia đình nhỏ ở ngoài nữa, cho nên là cái việc mà anh take care em cũng không có nhiều thời gian bằng những cái anh chị khác ở Việt Nam như chị Tóc Tiên cũng như là anh Nu. Nhưng mà em biết, em hiểu được điều đó và em luôn luôn chủ động là nhắn tin với các anh đó, như là anh Nguyễn Hải Phong cũng như là anh Lâm Trường. Tại vì em có một cái group riêng trên Facebook á, thì tất cả mọi vấn đề em đều chủ động cả. Và em hiểu được cái tính chất công việc của anh đó, cho nên là em cũng không dám phàn nàn. Nhưng mà em luôn luôn cố gắng chủ động và đưa ra những cái option để cho các anh đó biết trước, chứ em không có để là để gọi là cái anh thụ đó động. Là cái em nè, anh nào em? Anh Nguyễn Hải Phong với anh Lâm Trường. Ừ thì em nói ra chứ em nói cái anh đó xong rồi người các, ta không các anh ấy, các ừ, ấy. Anh đó anh ấy. Em nó vẫn còn bị rung đó chị, cho nên là mình cứ từ từ. Vì thật ra thì đối với em, đối với anh Lâm Trường hiện tại là cảm giác của một người thích nhạc của anh Lâm Trường, hay là một người học trò mà cảm thấy đối với ông thầy, hay là đơn giản là một người bạn, hay là như thế nào em? Cái cảm giác của em đối với anh Lâm Trường. Cái cảm giác của em Lâm Trường đối với anh Lâm Trường là khi mà trước khi vào team á, thì anh Lâm Trường có nói là mình sẽ làm việc với nhau như là người trong gia đình. Thì em luôn đặt mình ở vị thế là một người em của anh. Tại vì anh Lâm Trường là thanh xuân của anh. Tại vì mười mấy tuổi là anh nghe nhạc của anh Lâm Trường, mà anh mà mười mấy tuổi thì chắc em sẽ còn nhỏ lắm, cho nên chắc chắn là em sẽ không nghe nhạc anh Lâm Trường ở vào cái thời điểm đó đâu. Dạ thực ra là em cũng cái thời gian mà em biết karaoke là em hát nhạc anh Lâm Trường đầu tiên là bài Đôi Giày Vải. Là cái thời đó là cái thời là ảnh cũng hơi thưa thớt rồi đó, không phải là thời đỉnh cao nhất của ảnh. Thời đỉnh cao của ảnh là từ năm 97 cho tới khoảng 2003-2004. Là phải đi hát Tình Thôi Xót Xa, là phải đi hát Nỗi Nhớ Dịu Êm đó. Nó rất là nhiều cái kho bài, cái hit, bài hit của anh Trường là tính theo bài phải là 100 bài là ít, chứ không phải là vài chục bài. Và cái thời Đôi Giày Vải là cái thời tạm ổn của ảnh rồi, chứ không phải là thời kỳ đỉnh cao nữa. Rồi, đối với một ông anh Lâm Trường thì ông anh Lâm Trường này khó tính, khó nhằn, khó chịu hay là rất là am hiểu? Em thấy là anh Lâm Trường có một tính rất là đặc biệt, đó là ít nói. Anh không ít nói đâu em. Anh làm chứng, anh Trường không ít nói, anh làm chứng. Vậy là em phải hôm bữa anh qua đây coi lại mình như thế nào để cho anh ít nói ha. Thôi rồi. Mà đặc biệt là không nói thì thôi, mà nói rồi là dạ, nói rồi nó nói rất là nhiều. Mấy em bạn gái rồi đó, có chị Mỹ Linh mà còn đỏ thì thôi. Thì nói chung là chị bắn đứng ảnh luôn, là ảnh có một cái là ảnh thả thính everywhere luôn. Bất chấp đối tượng luôn. Đó, rồi còn em thấy gì nữa? Bên cạnh đó thì nó một khi như anh nói thì một khi là nói thì nói rất là nhanh. Và trong khi cái team của em á, khi mà các bạn họp lại mà nói chuyện với nhau, em với nhau á, thì tụi em hỏi bạn là trời anh Trường sao mà nói nhanh thế, nói gì mình nhanh, kiểu mà diễn tả lại cái lời nói của anh Trường luôn, cái kiểu mà nói xấu anh Trường một tí. Trời ơi. Không, cái này là hiểu. Hồi đó chị mới vào nghề á, là cái thời 2004 thì anh Trường là vẫn còn hit á. Thì đi phỏng vấn ảnh về, mình nói trời, trên đời mình sợ nhất là phỏng vấn và cắt băng hai người, thứ nhất là anh Lam Trường và thứ hai là anh Minh Đức, nhà báo Nguyễn Minh á, là hai người mà nói nhanh nhanh liên tục luôn, mà tới nước ngọn vấp mà mình ngồi mình cắt là không biết là cắt rồi một hồi cắt đoạn sau, ủa là cái ý nó còn hay không là sao không biết, ông nói là gì là luôn chị đó. Người trong nghề thôi, chứ fan như tụi em ngồi mà nghe bài Mưa Phi Trường mà biết ông hát cái gì cũng là một điều hay. Đó, nhưng mà thật sự ra là về chuyên môn thì đối với em, anh Lâm Trường ảnh như thế nào? Ảnh là một người tận tâm. Dạ đúng rồi, anh Lâm Trường là một người tận tâm, rất tận tâm trong chuyên môn, cũng như là anh luôn luôn chỉ cho em là cách
hát như thế nào, cách đặt cảm xúc như thế nào vào bài hát, cũng như là cái cách mà giao lưu với khán giả như thế nào. Và anh có nói cụ với thể em thì là cụ thể đi giao lưu khán giả chẳng hạn như là anh có chỉ em cái bí kíp để mà thả thính. Điều đầu tiên là phải tăng cân. Phải tăng cân để cho kiểu mà nhìn mình nó nở nang hơn và fan nữ nó sẽ thích nhiều hơn. Và cái điều này thì em đang kiểu đang cải thiện từng ngày. Ủa sao kỳ quá ha, trong khi anh Trường thì bây giờ lại phải làm bắt bài ngược lại. Không, có nghĩa là bây giờ em phải kết hợp giữa cái lời khuyên của anh Lâm Trường và của chị với Tài. Tức là em tăng cân ở một mức độ vừa thôi. Tại vì bây giờ chỉ mỗi lần mà chị gặp anh Trường là chị nói anh không được ăn, anh ngưng ăn, anh bụng nếu bự. Quý vị thính giả đã còn nhớ cái buổi mà giao lưu cùng anh Lâm Trường thì anh Lâm Trường đã cố ý ngụy trang bằng cây đàn guitar để che lại cái vòng hai có phần hơi nhô ra một chút xíu, vì chắc là do stress nhiều quá chị ha, stress nhiều cho nên là người ta cũng dễ bị tăng cân. Không, với lại nói chung là cái lịch ở Việt Nam với Mỹ cái múi giờ nó chênh lệch á, cái rối loạn về cái giờ giấc sinh học nó cũng gây ra những cái không có tốt lắm chứ. Chứ ảnh cũng không phải là cái dạng mà làm cho mình tăng rồi, cân. Bí kíp một, bí kíp một là thính, tăng là cân, tăng rồi. Cân để mà nở nang hơn, để mà cô gái cho dễ. Cái bí kíp thứ hai phải tập gym nữa em. Dạ vâng. Bí kíp thứ hai là mình luôn cười. Luôn cười trên sân khấu, tức là hát cái dạng như là một bài vui hay là một bài buồn gì đó, mình lâu lâu những cái điểm chẳng hạn như là mình nên thả đủ cười đúng cái điểm đó thì khán giả sẽ gọi là gục. Nhưng mà em phải nhớ em hát bài vui nghe em mới cười nha, em hát bài buồn mà em cười luôn chết. Với lại như nè, em phải nhìn trước gương coi là nụ cười của mình như thế nào. Anh Trường anh được một cái là anh cười nhìn nụ cười rất là tỏa sáng và nó tự nhiên, nó hiền. Còn nhiều khi em cười chị thấy em điểu lắm. Em có chừng nghe. Không, có khi là bad boy lại là gu của các khán giả không, nữ. Không, nhưng mà đó là phải cái kiểu cười khác trong một cái bài kiểu gì. Chứ mà lúc nào cũng cười vậy căng lắm. Rồi với bí kíp 2 này thì em thấy là em đã làm được chưa? Em không biết là em có làm được chưa. Nhưng mà trong cái vòng live show 2 vừa rồi thì em có một gặp một sự cố với vòng nụ cười. Đó chính là khi mà MC có đọc tên của chị Minh Ngọc vào vòng trong thì lúc đó thì em thấy anh Chánh Tính có ôm chị Minh Ngọc một cách vồ vập. Thì em có kiểu mà em phì cười ra. Thì khán giả vô hình chung thì cái góc máy nó liêu qua em bất chợt. Lúc đó thì khán giả là nhìn là em cười khinh. Tức là kiểu mà hơi hiểu lầm em một tí. Thì em đọc những cái comment ấy em hơi là bất ngờ với là cả là hơi buồn một tí là bởi vì mình bị oan. Nhưng mà thực sự là cái đó cũng là một trong những sự cố mà em gặp phải ở live show 2. Thì đó là một cái bài học mà cho cái ngành biểu diễn luôn. Tức là một cái phút mình mất tập trung và một góc máy nào đã bắt trúng thì cũng hãy bởi vậy là... đừng có nói luôn luôn cười là tốt, phải biết là lúc nào cười lúc nào không nên cười. Tốt nhất là hãy học nụ cười của anh Lam Trường, cười hiền. Tức là nụ cười hiền đó thì cười trong trường hợp nào thì cũng vẫn là hiền. Không, mà tùy theo gương mặt nha, mặt này cười hiền không nổi đâu. Còn đã không thể nào cười hiền được thì hãy làm mặt lạnh. Hãy làm mặt cooler, mặt hot gì đó. Cái kiểu như ngoài ta bất cần đời phớt lờ rồi chẳng kêu nhưng mà trong bụng là run gần chết luôn. Thì đó là rồi bí kíp số 2 nụ cười, bí kíp số 3. Thứ ba thì chắc là cho em giữ là riêng của mình để mà gọi là có có cái gọi là anh Trường đúng là danh sư xuất cao đồ. Tức là nguyên tắc của thành công số 1, đừng bao giờ nói hết những điều mình biết. Ủa sao tự nhiên em đưa ra nguyên tắc vậy luôn đó hả? Không, cái bài này trên mạng có chị, trên internet rất là chia sẻ rất nhiều. Tức là có hai điều giúp bạn thành công. Điều số 1, không bao giờ nói cho bạn biết, và không có điều số 2. Đó, nó là vậy đó. Rồi cái đó là còn gì nữa không? Còn cái gì mà anh truyền tải cho em nữa không? Dạ, thì về những cái kỹ năng như là hát như thế nào, cũng như đặt cảm xúc như thế nào, cũng như là những cái bí kíp để mà thả thính thì đó là những điều mà anh Trường dạy em và em cũng học lỏm. Mình làm cái đúc kết nhỏ đi, tức là trước khi em vào gặp anh Trường thì em hát như thế nào và đến bây giờ thì em cảm thấy cái sự phát triển của em nó như thế nào? Bổ sung thêm một ý nữa là trước khi gặp anh Trường em thấy em tính cách em, con người em như thế nào và bây giờ nó thay đổi ra sao? Thực sự mà nói thì trước khi mà em vào vòng giấu mặt, ghi hình vào giấu mặt thì em mang cái tâm thế là mình là một người thí sinh và thực sự là lúc đó thì em rất là hào hứng bởi vì kiểu mà được ba người chọn á, em đã thi hai mùa trước rồi và đến cái vòng giấu mặt thì không bao giờ được ai bấm cả. Và khi cái cảm giác mà được người ba anh chị bấm như vậy thì em cảm thấy rất là hào hứng. Trước đó là rớt từ vòng gửi xe hả? Dạ đúng rồi, kiểu mà không vào tới vòng giấu mặt luôn chị nhưng mà không có được anh chị bạn nào bấm hết. Tức là phải giấu 2 năm. Năm thứ 3 mới được bung ra. Đó thì cái cảm xúc đó em rất là vui và kiểu mà hào hứng thì vô tình mình bị không có control được bản thân của mình và mình bộc lộ của nó một cách thái quá, chẳng hạn như là mình tự tin quá. Em không biết là sao, là em không, sau khi mà mình em coi lại thì em cảm thấy là
tại sao mình lại kiểu như vậy. Thì đã nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều của khán giả là nói em là thằng này láo, thằng này ngông và thằng này chảnh. Thì em thấy là thật ra thời gian đầu em rất là buồn. Thật ra cái em làm bản thân em là một thí sinh trong một cuộc thi và cũng là một người làm rất là muốn làm nghề sau cuộc thi, thì dù gì thì em cũng là một người nghệ sĩ trẻ. Và khi mà đối mặt với lại những cái điều đó quá sớm như vậy, ngay từ vòng đầu tiên như vậy, thì em cảm thấy rất là sốc và mình không có kịp chuẩn bị là mình phải xử lý những cái tình huống đó như thế nào, và em không có biết làm cách nào khác bằng việc là mình đọc cái comment và mình mất ngủ. Mà ngay cả gia đình của em cũng đã đọc được những comment đó và em kiểu mà bị stress luôn. Ngay thời gian đầu em thực sự em rất là stress. Và sau khi mà em gặp anh Trường thì anh Trường có kiểu nói chuyện lại với em và nói về những cái kiểu là làm nghề như thế nào. Thôi không phải là một mình em mà cũng có chia sẻ với tất cả các bạn khác là mình nên làm nghề như thế nào và khán giả mình muốn khán giả yêu thương mình phải như thế nào. Thì em đã có cái thay đổi cái tư duy cũng như là cái cách suy nghĩ là mình phải thay đổi rồi. Chứ mình không thể nào mà đặt cái tôi mình quá cao như vậy. Và thực ra là em nghĩ là không, lúc đó không phải là cái tôi em quá cao mà là do bản thân em thiếu cái sự kiểm soát và em chưa có đủ cái kinh nghiệm để mà kiểm soát được bản thân em ngay lúc đó. Và cái đó là cũng là cái bài học lớn nhất từ trước đến giờ, từ năm em bắt đầu sinh ra đến năm 22 tuổi đến giờ, là đây là bài học lớn nhất của em. Ý như là của Alex nói á, là hồi trước á, có sao để vậy, tức là hồi đó mình chảnh với mình kêu á, là để cho người ta thấy vậy. Còn bây giờ gặp anh Trường là mình chảnh mình kêu nhưng mà mình giấu vô, mình phải thể hiện ra ngoài là thân thiện nhưng mà ở trong mình vẫn chảnh và kêu. Dạ không, thực ra là em thực ra là bản thân em là cũng không có chảnh lắm, nhưng mà cái cơ là cũng có chứ là không. Có. Dạ thực ra là em cũng hơi có. Thực ra là câu chuyện á là mình có khả năng và mình tự hào về cái khả năng hơn vượt trội của mình là một điều hết sức bình thường. Chẳng qua chỉ là cái chuyện khi một nghệ sĩ thì gặp ý kiến trái chiều lại là hết sức bình thường nữa. Thì anh cảm thấy anh nên chúc mừng em bởi vì mới bước vào cái công việc, cái nghề chuyên nghiệp mà đã được ghét như vậy rồi. Ừ, em đã gặp được những điều đó rồi thì thật ra sau này á, mọi người em chả có gì em phải sợ. Giống như bây giờ một ngày em lướt trên Facebook hay lướt trên YouTube mà em cảm thấy có rất nhiều người không thích em thì em cũng không còn cảm thấy nặng đầu nữa, đúng không? Bây giờ chị có thể chỉ cho em là ví dụ như trong các cuộc thi sắc đẹp mà các hoa hậu của chúng ta mà mới vừa đăng quang á, em đọc bài báo hả, trời ơi hình tròn chê mà tơi tả không còn gì hết. Mà xong từ từ cũng quen. Đó mà vui nhất là năm nay người ta vừa ném đá cô hoa hậu này xong, qua năm sau, 22 năm sau có một cô hoa hậu khác thì người ta lại nói là tại sao cô năm nay lại không bằng cô năm kia. Cái kiểu người ta sẽ vẫn luôn có cái cách để nói. Nói chung là dư luận lúc nào họ cũng rảnh hết và họ lúc nào cũng sẵn sàng ném đá bất kỳ ai mà họ cảm thấy là không đúng với cái quan điểm và cái nhìn của riêng họ, và 9 người thì 10 ý. Và rõ ràng nếu mà họ nói đúng ở góc nào đó thì mình cũng suy nghĩ, mình cân nhắc, mình thay đổi cho nó tốt hơn, nhưng mà mình cũng đừng quá phụ thuộc vào những cái lời đó để xong mà mình bị stress rồi bị ảnh hưởng đến công việc. Mà thật ra họ comment, họ chửi vậy xong họ quên, họ không có nhớ gì đâu, chỉ còn có mình là tổn thương thôi. Một câu của chị Thủy Tiên, đừng nói với anh Công Vinh. Tức là anh Phương Minh cũng bị ném đá. Tức là khi người ta mắng, người ta chửi mình đâu đó, giống như người ta cầm cục đá, người ta liền xuống giếng, xong người ta tối về đi ngủ ngon. Còn mình vì một cái cục đá đó và mình mất ngủ thì nó không có đáng. Thì đó là một cách để mình suy nghĩ, cảm thấy là thật sự tại sao mình lại vất vả tại sao vất vả những điều như vậy. Tức là nó hơi không đâu. Thì những khán giả nào mà họ thật sự tử tế với mình thì kèm với những cái lời họ phê bình, họ sẽ cho mình một cái giải pháp. Thì những cái lời đó thì mình trân trọng. Tức là mình vẫn có thể rút tỉa từ cái phần ném đá của họ để mình điều chỉnh, nhưng mà mình cũng đừng vì thế mà phải bị tác động quá nhiều. Nhưng mà dĩ nhiên là với cái độ tuổi của Quốc Anh, nói thì nói chứ mình giả sử như chị là Tài mà ở cái thời điểm đó với cái số tuổi như vậy mà trong một cuộc thi như vậy, chắc chắn mình cũng sẽ bị áp lực tương tự. Cho nên chúng ta cũng không làm nghệ sĩ được chị à? Là chúng ta không nằm trong cái trường hợp đó, và chúng ta lớn tuổi hơn chúng ta lại nói vậy thôi cho vui, chứ tới chừng mà bản thân mình rơi vào hoàn cảnh đó nhiều khi mình còn tệ hơn. Mình cũng phải ôm gối khóc mấy đêm chẳng hạn như thế. Vậy thì em cảm thấy em được nó tính thêm cái phần là cứ cho như là giờ em vô được chung kết rồi nè. Giải thưởng thì cũng chỉ còn cách có mấy găng tay nữa thôi đó, mà nhưng mà chưa lấy giải thưởng là đã có một mớ bài học rồi, đúng không? Dạ đúng, cái rồi. Đó là quý cha. Dạ đúng rồi. Cái điều mà quan trọng của cái cuộc thi này mang lại cho em đó chính là những bài học rất là quý giá, cũng như là gặp được những người mà đàn anh đàn chị, và gặp được rất là nhiều các anh chị mà em nghĩ là
cả đời mình không bao giờ gặp được, chẳng hạn như anh Lam Trường, bởi vì em không nghĩ là mình có thể làm việc và gặp trực tiếp anh Lam Trường để mà có thể cả được. Cả đời làm ông cũng dễ gặp mà. Tại vì em nghĩ là về bản thân em chỉ là một người không, mới. Không không, mà chị đang hỏi là cái hồi mà trước khi mà em thi vô Vòng Giấu Mặt, em định là nếu mà được chọn là em vô đội của ai, em nói thật đi. Dạ thực ra là như em đã nói thì mới đầu vô thì em định chọn là anh Nu. Ừ. Bởi vì thực ra là em rất là thích cái style âm nhạc của anh. Em là một người nghe nói thật một chút, xin lỗi Lam Trường, bởi vì bản thân em ở độ tuổi của em thì em hay nghe nhạc anh Nu. Hợp lý. Chị ủng hộ. Lam Trường là thanh xuân của anh. Ừ, dạ. Thanh xuân của chị chứ không phải thanh xuân của em. Dạ, ừ. Đúng rồi, thì nếu mà chia sẻ thật là lúc đầu em rất muốn chọn bộ đồ anh Nu. Ừ. Và nhưng mà anh không có bấm. Dạ đúng rồi, anh không có bấm em. Dạ. Cho nên là mà ngay lúc đó thì em kiểu như em đã nói, em không có biết cách để control cảm xúc của bản thân mình. Ngay lúc đó thì lúc đó em cũng kiểu mà anh Nu không chọn em tiếc quá. Đứng trên sân khấu em chia sẻ thẳng như vậy luôn, thì lúc đó em không có suy nghĩ gì cả. Ừ. Thì vô tình thì lại làm cho những huấn luyện viên khác hơi chạnh lòng một tí, tại vì đã bấm em rồi mà em không nói đá động gì đến họ mà em chỉ chăm chăm vào anh Nu thôi. Thì thực ra là sau khi xem lại em cảm thấy là lại thêm một bài học nữa. Ừ. Là về cách là mình nên đọc cảm xúc của mình vào người khác. Ừ. Dạ, thì như em đã nói thì cuộc thi này mang lại cho em rất là nhiều bài học. Và trả lời câu hỏi của chị là em chọn về đồ anh Nu là cái lựa chọn đầu tiên mà khi mà em bước vào Vòng Giấu Mặt. Ừ. Nhưng mà thật ra mai mốt đi thi á, nói ở đây để cho các thính giả nào, các bạn trẻ nào mà muốn đi thi những cái cuộc thi như vậy đó, các bạn cũng phải bên cạnh là cái sở thích cá nhân của mình thì mình cũng phải tính theo một cái đường chiến lược nữa. Ví dụ như trong cái The Voice, hình như là mùa đầu tiên là có anh Trần Lập. Anh Trần Lập đúng không? Trần Lập. Thì tại sao bỏ anh lại về đội của anh Trần Lập? Anh Trần Lập rất là ít người chọn và gần như là người ta chỉ về những cái đội hot như là đội anh Đàm, đội Hồ Ngọc Hà hay là đội Thu Minh. Ừ. Nhưng mà đội anh Trần Lập là gần như những cái tên tuổi hot không có về. Thì hóa ra cuối cùng những cái đội kia là toàn những cái gương mặt mà giỏi vô cùng đội hết. Trong khi bảo anh thì thoải mái hơn. Ờ, trong khi nguyên một cái đội mà hùng hậu toàn giỏi với giỏi là các bạn sẽ tự đánh nhau, các bạn loại ra trước là những người giỏi bị loại hết. Trong khi đội anh Trần Lập cỡ bảo anh so với đội khác chưa phải là xuất sắc. Nhưng mà đội Trần Lập thì Bảo Anh lại có một cái cơ hội nhiều hơn để đi đường dài hơn. Và rõ ràng cái chiến thuật của Bảo Anh rất là thành công. Và bây giờ Bảo Anh là một trong những tên tuổi rất là hot, đúng không? Đó, tức là mình thi ngoại trừ cái chuyện là mình thích ai thì mình phải đánh giá cái huấn luyện viên, cái đường đi của họ như thế nào. Và cái cơ hội của mình trong cái mặt bằng đó, mình đánh giá là cái tài năng của mình đủ để, ví dụ cái người tài khác mình có đánh bật được họ hay không. Nếu mà khả năng của mình chưa đến mức đó thì nên có một cái option khác. Thì riêng quan điểm của Thành Tài, quan điểm của em thì em cảm thấy là nếu như mình không thể khéo thì mình nên thật thà. Ừ. Ừ, đỡ hơn là mình không thể khéo mà cứ cố tỏ ra khéo, xong khéo thì không xong nhưng mà người ta lại nhìn ra là giả tạo. Ừ. Đó, cho nên ví dụ anh rất ủng hộ em cái chuyện là em cảm thấy em thích anh Nu mà em không về với anh Nu. Ok, em hơi buồn, nhưng mà thật sự ra quá trình sẽ chứng minh cho em thấy em về với anh Lam Trường em vẫn có những bài học khác để em học, và sau này em sẽ gặp được những người khác, những bài học khác bình thường thôi. Nghĩa là đừng thì đó, không thể khéo thì cũng nên thật thà. Ừ. Nhưng mà thật ra ai đến với ai nó còn là một cái duyên nữa. Và chưa chắc là đến với người nào sẽ tốt hơn với người nào. Đó, chưa chắc là em vào đội Nu em đánh bại được các bạn khác, em trở thành cái thành viên cuối cùng như là bây giờ đội chắc của anh chưa. Chắc gì em vô đội người ta mà em làm được cái kế hoạch như em bây giờ, hại hết người nhà xong rồi em không có kế hoạch. Nhưng mà cái cảm xúc của Alex là như thế nào khi mình trở thành là thí sinh có lượng anti fan nhiều nhất của The Voice năm nay? Bị ném đá nhiều nhất. Trời ơi, những cái tiết mục nào mà em thi mà trên YouTube chị xem lại xuống dưới toàn ta ném đá không? Dạ, em thực ra là như em đã nói thì em rất làm là... được điều đó cũng khó lắm á em. Ừ thật. Không, em cũng có chia sẻ với một số bạn của team khác là mấy bạn có chia sẻ với em lại là không phải em muốn ai ghét là ghét được đâu. Không phải ai cũng muốn ghét là ghét được đâu. Thì em cũng không biết là đây có cái tố chất để người ta ghét thật sự đúng không? Có thể là nên, có thể là do cái cấu hình của mặt của em nó hơi khó được lòng đại chúng cho lắm. Thì cái điều này thì em sẽ cân bằng để nó bằng cái cách là em sẽ nói chuyện với anh Lâm Trường, chọn cho em những cái bài mà phù hợp với giọng của em nhất để mà có thể gọi là không đánh được thị hiếu bằng mãn nhãn thì mình đánh được thị hiếu bằng qua là
thính giác. Ừ. À. Không đánh được thì hiểu, còn khán giả qua thị giác thì mình đánh được thì hiểu qua thính ý giác. Ý nói là mở tivi nghe thôi đừng xem á mà. À gì đơn giản thôi thì mình đeo mặt nạ hát là được rồi. Ừ, cũng đâu có biết. Ủa sao à, bây giờ nghe vòng cuối đó à, mình tạo dàn dựng giống như là bóng ma trong nhà hát á, mình che mặt lại. Còn không thì để cái box giấy trên đầu là cũng rất là style. Ồ, nó ra concept luôn đấy. Không, nhưng mà bên cạnh đó thì như chẳng hạn như là 13.600 người thích thì chỉ có 600 người thích đơn người dislike thôi. Tức là cái lượng dislike nó vẫn có nhưng mà nó so với lại lượng rồi, người thích rồi. Để anh chia sẻ một cái luật rất là vui, tức là khi em chỉ có 10 người biết mà một người ghét nó không có vấn đề, nhưng mà khi em có 1.000, 1.000.000 người thích thì tới 100.000 người ghét, mỗi người bứt một cọng tóc quăng như người em thành con nhím rồi. Câu chuyện nó khác. Thứ hai, những người thích thì rất ít khi lên tiếng là tôi thích bạn quá, nhưng mà những người ghét á thì chắc chắn là nói tôi ghét bạn lắm, rất là hăng say, rất trong cái hăng việc say trong cái việc đó, tức là người ta sẽ nói những lời tiêu cực dễ hơn nói những lời tích cực. Cho nên là em hãy nên hiểu điều đó. Điểm thứ hai nữa đó là thứ ba rồi là cái người Việt Nam mình á rất là hay tức là có nhan sắc á nhiều khi là một cái tội. Ừ. Giống là... như là chị rất là khổ vì nhan sắc của mình. Vâng, xin lỗi quý vị khán giả vì chúng tôi đã đưa một chủ đề mà làm cho quý vị cảm thấy rất là khó để nghe tiếp. Nhưng mà Alex cứ cảm thấy thoải mái với điều đó. Tức là ở trong cái nghề nghiệp, riêng với nghề biểu diễn thì thà được thương, thà bị ghét, đừng bị quên. Cái sợ nhất của cái nghề nghiệp này là bị quên thôi. Chứ một khi em còn ghét, tức là người ta còn coi để ghét, còn để đến khi mà người ta còn không thèm coi, không buồn xem để ghét, thì lúc đó mình buồn hơn bây giờ luôn. Này nói chung là mai mốt em ra sản phẩm riêng trên kênh YouTube của mình á, em nên nhớ là cái bạn mà ghét em cũng góp view cho em đó. Đúng rồi, thật sự là âm nhạc của chương trình từ thời đó thì tới bây giờ nó có phải là chủ đạo nhạc của em chưa, hay là em vẫn còn đang tìm tòi thử nghiệm? Thực ra là thế mạnh của em là em biết rõ thế mạnh của mình là ballad. Và em luôn là chọn những bài ballad, chẳng hạn như là vòng live show 2 vừa rồi em có chọn bài Người Ta Có Thương Mình Đâu. Và vòng Giấu Mặt thì là bài Đừng Xin Lỗi Nữa, thì hai cái bài đó được rất nhiều các bạn yêu thích hơn so với những cái ca khúc còn lại, với những vòng thi còn vòng thi khác. Thì em cảm thấy là mình đã định hình, mình nghĩ là mình có thể là mình đã định hình đúng cái phong cách của mình đi là như thế nào rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì đây là cuộc thi và em muốn là mình đặt mình, ném mình vào những cái thử thách để mà gọi là coi mình có thể làm được tới đâu và mình làm được như thế nào. Chẳng hạn như là vòng Valet Show 1 em có hát bài Túy Âm, thì anh Phong và anh Lâm Trường có đặt để cho em là có câu hò. Thì em trước giờ em không nghĩ là mình sẽ hò trên sân khấu, nhưng mà hôm đó thì em làm em nghĩ là bản thân mình đã làm trọn vẹn cái phần hò đó và được rất là nhiều khán giả comment và được rất là nhiều lời khen của các vị khán giả. Và chẳng hạn như rap của cái vòng live show 3 là bài em là bài nội của anh, bài Day Set Mess Up Lại Với Nhau. Thì đó là cái phần rap mà em nghĩ là em dám rap. Tại trước giờ em không dám nghĩ là bản thân em là một người chuyên mạnh về ballad mà lại dám rap trên sân khấu như vậy. Thì bản thân em là cảm thấy là mình đã gọi là can đảm để mà làm thực hiện được những điều đó. Và bản thân mình thấy tiến bộ hơn từng vòng. Thì đó là những điều mà em rất là biết ơn ekip ở Lâm Trường cũng như là chương trình đã mang lại cho em ạ. Tức là em cảm thấy em thật sự em mạnh với ballad. Dạ đúng rồi. Còn theo, tại vì trong suy nghĩ của anh thì 22 tuổi chất liệu cảm xúc đâu mà em đi hát ballad. Thật ra là hát ballad tưởng dễ nhưng mà không dễ, bởi vì á khuyết điểm trong giọng hát của em cái gì nó sẽ lộ ra hết. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em tự tin là mặc dù em không có được qua trường lớp gì về thanh nhạc cả, tại vì ngay từ đầu là em cũng không có theo học nhạc viện hay là... Em đang nói về trải nghiệm cơ. Dạ. Tức là câu chuyện giống như em nói một cái chiều về buồn chia tay chẳng hạn mà trên vai em... Không tưởng tượng được, ví dụ như là đang hát cái đoạn đó nó khó khăn quá, mình nói là bây giờ trong đầu phải nhẩm 1.285 chia 17 ra nhiều, thì lúc đó là em sẽ cảm giác, ồ, em sẽ diễn suốt rồi nó ra liền đó. Dạ không, thì ý đó là với lát thì cái phần kỹ thuật nó sẽ nhiều hơn về những cái dòng nhạc khác. Nhưng mà em thì bản thân em xuất phát là một đứa không có được học bài bản về thanh nhạc, nhưng mà em tự tin là mình có cái sự nhạy cảm đủ tốt để mà có thể cảm nhận được vấn đề. Chẳng hạn như là khi mà mình gặp một vấn đề nào đó trong cuộc sống mình, hoặc là những cái vấn đề nào khi mà nghe một bài hát, chẳng hạn như là bản thân em thì em không hiểu tiếng Hàn Quốc, nhưng mà khi mà nghe nhạc Hàn Quốc thì tự nhiên bản thân em khóc.
em có đừng khóc rất nhiều qua những bài kể mà là tự drama hóa lên đó. Dạ đúng rồi. Nói chung là em cảm nhận là mình có một sự nhạy cảm nhất định để mà có thể cảm được một bài hát ballad. Thì nhưng mà nhìn lại hỏi nghiêm túc, tính đến bây giờ trải qua một cái quá trình rất là dài và tối mai sẽ là đêm chung kết rồi. Em nhìn nhận lại năm nay về các bạn như thế nào, các thí sinh của The Voice năm nay, và bây giờ còn lại các bạn ở trong cái đêm chung kết vào ngày mai, thì em đánh giá các bạn như thế nào, từng bạn ra sao, ưu khuyết ra sao, và em có lợi thế gì so với những bạn đó? Mình nói về lợi thế trước đi chị nhờ. Lợi thế nhất đầu tiên là em là thí sinh nam duy nhất của cái vòng vòng chung kết xếp hạng đó. Và cái lợi thế thứ hai là em nghĩ là bản thân em qua từng vòng thi em có trải nghiệm đủ tất cả, cái như đa phần là trải nghiệm đủ, có thể là gọi là đủ cái thể loại nhạc, chẳng hạn như là rap nè, pop nè, ballad rồi dance. Đó thì em nghĩ là bản thân em cũng có đủ cái những cái thể loại đó rồi. So với lại những bốn bạn còn lại, về đánh giá riêng của từng bạn thì em thấy là đầu tiên là chị Minh Ngọc của anh team anh Lu Phước Thịnh, chị ấy là một diễn viên thanh nhạc. Thì tất nhiên là cái kỹ thuật thanh nhạc của chị đó cực kỳ tốt, cũng như là cái cách mà xử lý bài hát của chị đó rất là tốt. Em đánh giá rất là cao về mặt giọng hát của chị ấy, cũng như là cái sự lột xác về mặt hình ảnh qua từng vòng thi. Thì thực sự mà nói thì chị Ngọc rất là đẹp sau từng vòng thi. Tiếp theo là bé Gia Nghi, thì bé đó là có một cái chất liệu âm nhạc về cái giọng hát của bé đó rất là lạ, nghe một phát là biết là đó là Gia Nghi liền. Và bé đó cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất của chương trình. Thì về đánh giá thì em nghĩ là bé đó sẽ là quán quân. Bởi vì đây là chương trình The Voice, thì cái yếu tố hàng đầu tiên đó chính là giọng hát. Và nó chia sẻ với một tí là em nghĩ là fan Anu cũng rất là đông. Thực sự là trong 4 buổi huấn luyện viên thì em nghĩ là fan Anu là đông nhất. Và em thực sự là em thấy là cái tình hình chung là nó như vậy. Và cái lực vote của khán giả sẽ là cái yếu tố quyết định để mà cause ai là quán quân. Thì em nghĩ là cái phần trăm bé Gia Nghi rất là cao. Tiếp theo là bạn bé Thái Bình của team chị Tóc Tiên. Thì bé đó cũng là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất, hình ảnh này nọ, hình ảnh về mặt hình ảnh rất là cá tính. Và cái gu thời trang rất là hay và rất là thú vị. Và cái giọng hát của bé đó cũng gọi là cũng có qua trường lớp rồi, cho nên là cái việc mà xử lý bài hát của bé đó thì không có gì gọi là gặp phải nhiều khó khăn trong cái việc xử lý cả. Ba cái thí sinh đó là em đánh giá là gọi là thực lực về mặt giọng hát thì rất là cao so với em. Vậy thì trước những bạn như vậy em cũng phải tự tin vì một điểm gì ở em chứ, đúng không? Ý Alex nói là mình không quán quân chắc chắn rồi đúng không em? Không thì ở đó đang cố gắng là em thực sự là em vớt lại cảm gì thấy đó em đi. Vớt lại cái gì coi. Thực sự ra là bản thân em đến cái vòng này rồi thì ngay cả người nhà của em, mẹ em hỏi em là ủa con có mua giải không? Con có mua giải không? Ủa tài chính trong nhà là mẹ em giữ luôn hả? Dạ không phải, là nhưng mà thực sự là em chia sẻ thật một tí là tức là em thì hiện tại em ở nhà thuê. Thì em không có đủ tài chính để mà gọi là mua giải hay là mua chuộc ban tổ chức như là những người, như mọi người trên YouTube đã comment và nói về em như vậy. Khi mà mẹ, ngay cả bản thân mẹ em là người trong nhà em, mà họ đặt hỏi em câu đó thì em cũng nghĩ là không có tin là em không vào tới vòng này. Bởi vì thực sự là vòng này cái thí sinh năm nay chất lượng thí sinh cực kỳ tốt, cực kỳ tốt so với lại những mùa còn lại. Em bản thân em thấy là như vậy, và đến cái vòng này rồi em không đặt nặng là mình sẽ là quán quân hay là áo quân, mà là em chỉ là muốn là thể hiện một cách tốt nhất vào ngày mai để mà không làm cho những người mà đã ủng hộ em cũng như là ủng hộ team anh Lâm Trường và bản thân anh Lâm Trường thất vọng về em. Bởi vì đã tới vòng này rồi thì em nghĩ là không còn gì để mất cả. Không, thật ra đó là một cái tâm lý rất là tốt. Tại vì khi mà mình thi ở trong một cái đêm quyết định như vậy mà mình không có cái áp lực á, gọi là phải chiến thắng nữa, phải loại ai nữa như thế nào nữa, thì nó sẽ rất là thoải mái. Giống như là mình trình diễn một cái phần, một cái tác phẩm để cho mọi người thưởng thức, thì chị nghĩ cái yếu tố tâm lý đó là rất là tốt. Nhưng mà ngược lại thì mình nghĩ có thể là một trong những yếu tố mà giúp Alex, bên cạnh là phong cách biểu diễn, bên cạnh giọng hát, sự tiến bộ này kia,
thì nó còn một cái yếu tố quan trọng nữa là nhiều khi được ném đá cũng là giúp cho mình. Tại vì giúp rating mà. Thật ra anh từng nói, anh từng đồng có cơ hội đồng hành với khá nhiều chương trình truyền hình cũng cũng giống như thế này. Thì anh luôn luôn nói với các bạn là thật sự ra là quán quân vô đến đêm chung kết rồi, thật ra là thời lượng lên sóng mỗi người như nhau. Thí dụ như có mấy bạn mà dừng chân ở bán kết rồi, tức là bạn mất một show lên sóng. Còn riêng các bạn nào mà đến được chung kết rồi, tức là đã lên sóng đủ các đêm rồi. Là những người lời nhất. Tính thời gian trên sóng là tính theo tiền quảng cáo là mấy bạn là như nhau. Quán quân chỉ hơn được thêm cái cúp với lại thêm phần thưởng thôi, chứ thật sự là mọi người về trên truyền hình là như nhau, độ nhận biết trên truyền hình là ngang nhau. Đó là cái điều anh thường nói với các bạn. Cho nên là thật ra đêm chung kết là cái đêm thật ra là thoải mái nhẹ đầu nhất. Tại vì có diễn xong, có không có quán quân hay không quán quân thì cũng phải dừng lại, chứ đâu có được lên sóng nữa. Đó, cho nên là rồi vậy thì ngày mai có gì cho ta coi nè. Ngày mai thì sẽ có một tiết mục rất là đặc biệt. Em được song ca với lại anh Lâm Trường là huấn luyện viên của mình. Là một ca khúc rất là hit của anh. Và ca khúc gì thì em xin được giữ vật giữ bí mật để mà ngày mai mọi người đón chờ xem. Rồi, ca khúc rồi em hát bài với ảnh mà em hát với ảnh mà lại là hát bài của ảnh. Dạ. Nói chung là hơi áp lực đó nha. Rồi mình có thêm những cái gì phụ họa không, hay là muốn minh họa vậy, vậy? Muốn lửa gì đó em? Ừ đúng rồi. Cái đó là chắc là thuộc về bên tổ dàn dựng của bên hay tổ chức chứ. Tức là em chỉ lo hát thôi đó. Dạ, chứ vâng. Là em không có gì liên quan tới đạo cụ biểu diễn luôn đúng không? Còn bài solo thì sao? Còn bài solo là một cái bài mà em hát để mà một bài hát nói về cái cảm xúc của em ngày mai và ngày mai để mà gửi đến quý vị khán giả. Nhưng mà là bài mới hay là cover? Dạ, cũng là một bài cũ thôi ạ. Nhưng mà kinh nghiệm của chị trong rất là nhiều cái chương trình mà Nguyễn Hải Phong, thứ nhất làm huấn luyện viên, thứ hai làm giám đốc âm nhạc, thì Nguyễn Hải Phong có cái xu hướng như thế này là những cái vòng ngoài thì Nguyễn Hải Phong làm rất là tốt cho team mình, nhưng mà đến những cái vòng mà mang tính chất quyết định đó, Nguyễn Hải Phong không thích an toàn nữa. Nguyễn Hải Phong luôn đưa ra những cái yêu cầu khắt khe hơn cho đội của Nguyễn Hải Phong, với những cái cách xử lý khó hơn. Mà thật sự những cái cách xử lý cũng như là những cái đòi hỏi của Phong đó, nó vượt quá cái giới hạn của các bạn trong cái thời điểm đó. Tại vì ví dụ như muốn thể hiện được cái bài đó với cái kiểu như vậy, ít ra phải cho các bạn thêm vài tháng để tập luyện. Còn cái này nó cứ tuần này tiếp tuần sau. Nhưng mà Nguyễn Hải Phong vẫn đặt một cái tiêu chí như vậy. Và thường cái đêm chung kết, cái đội của Phong hay fail ở cái phần đó. Tại vì do năng lực của các bạn thường đáp ứng không có đủ. Và rõ ràng như chị thấy Sing My Song với lại Ban Nhạc Việt là hai cái chương trình của Phong với cái đội của Phong là thường fail cái đêm chung kết vì đòi hỏi quá cao đó. Thật ra thì đó, theo ý kiến riêng của em thì đương nhiên đối với khán giả đó là một cái điều mà nó hơi gọi là khán giả không cần biết nghe, tại đúng, vì đúng. Đối với khán giả họ đâu có biết cái bài đó là xử lý phải vất vả khổ sở như thế nào. Họ chỉ cần là nghe, nhiều khi là xử lý đơn giản, cái bài nó dễ hát nhưng mà cái bài nó hit, nó quen là nó ăn vô tai người ta, người ta sẽ thích hơn đó. Dạ thì bản thân em thì em không biết là cái lý do mà anh Phong làm điều đó, có thể là có anh ấy có lý do riêng của mình, nhưng mà về cái phần bản thân em làm việc với anh Phong và anh Lâm Trường thì anh Phong có nói với em là đến vòng này rồi thì anh cho em toàn sự quyết định là em muốn hát bài nào thì hát. Tức là anh Lâm Trường cũng nói như vậy, tức là chắc là Phong cũng có kinh nghiệm mà. Thật ra nếu mà làm các bạn khó thì thật ra đó là một cái cơ hội, tại vì khi mình ra nghề á, mình không có cái ông huấn luyện viên nào như thế cả. Mình sẽ có khi mình sẽ có xu hướng là làm an toàn, làm chậm mà chắc, mình không dám phá ra. Và cái câu chuyện là ở trên một cái thị trường nếu khi quá đông mà mình không có đủ sự khác lạ để bật lên thì thật sự chính anh Nguyễn Hải Phong, những người như anh Nguyễn Phong với những nhân tố đó mới giúp mình làm điều đó. Vâng, và thật sự nếu mà khó mà mình làm việc tốt thì ai người ta cũng nhìn vô người ta thấy là chắc chắn Alex mà đã thể hiện được vậy mà không trao giải quán quân cho Alex thì cái đó mới là kỳ. Mới là kỳ. Thành ra nếu mà ngay cả mình không chiến thắng thì mình cũng được lòng dư luận, tức là Hải Phong có cái lý để làm chuyện đó. Chỉ là quan trọng là cái năng lực của các bạn có đủ để đáp ứng được cái yêu cầu của đôi Phong khi hay không. Các bạn là thí sinh, các bạn không có cái nhìn như anh Nguyễn Hải Phong, để các bạn hiểu là anh Nguyễn Hải Phong nhiều năm trong nghề, anh tin là bạn làm được, và chính bạn cũng không tin bạn làm được. Chứ đến khi bạn làm được, giống như một câu nói là bạn sẽ không bao giờ biết mình sẵn sàng khi mình bắt đầu làm. Và có khi bạn không làm được thiệt. Thì mình cũng không biết. Thì câu chuyện vẫn là try best, cố gắng hết sức để làm gì, để có fail thì cũng cảm thấy không hối tiếc. Nhưng mà ngày mai là chương trình live hoàn toàn. Và mình chỉ có 4-5 phút
để thể hiện cái khả năng của mình thôi. Dù không áp lực về cái ngôi quán quân thì cũng là áp lực cái phần biểu diễn, đúng không? Cũng lo lắm đúng không? Dạ đúng. Em rất là tự tin về cái chất lượng âm thanh live tại sân khấu lúc đó. Em chỉ cái điều mà em trăn trở đó chính là cái đường truyền qua TV. Cái của... live qua truyền hình. Dạ đúng rồi. Thật ra điều đó cũng không cần quan tâm lắm bởi vì cái người chấm như... em là cái người rồi, tại trường quay. Thứ nhất là người tại trường quay, và điểm thứ hai nữa đó là cái bản phát lại trên YouTube á, là cái bản em sẽ nghe trên sân khấu, chứ cái âm thanh qua TV thì nó không có người, nó không có mono như vậy đó, nữa, không có dùng cái đường đó để người ta lên YouTube. Dạ. Thì nói chung là giải tỏa áp lực tâm lý. Hồi nãy giờ chị với Tài đã chia sẻ với Alex rồi, em có cảm thấy là bây giờ thoải mái chưa? Dạ em thấy nãy giờ mình thân thiện với nhau như gia đình rồi. Ừ, cho nên là nếu lỡ có quán quân thì nhớ nhớ hai anh chị nha em. Ừ. Em đừng có thể hiện ngay như là cái vòng giấu mặt đối với anh chị nữa. Ừ, đừng cái kiểu như là thật ra em cũng không thích đến đây lắm đâu, nhưng mà tại vì mời thì tới thôi. Không thích thì cũng được, nhưng mà giữ trong bụng. Đúng. Đừng có nói ra. Okay. Gặp ra em cũng nói trời ơi sao lâu quá không có mời em cảm thấy rất là buồn, tại sao anh chị không mời em gì đó, nhưng mà thật ra trong bụng nói không mời thì cảm ơn chứ sao, kiểu vậy đó, đúng không Alex? Không có chị ơi. Thiệt ra em có cũng đâu có sao đâu. Ừ, miễn tụi chị đừng không nói, biết là đừng nói rồi. Là được đó, câu chuyện mới là vậy. Mình nghĩ là một đường, nhưng mà mình nói thì cứ nói sao cho nó thả thính nhất, theo cách anh làm trường nhất, là thế nào cũng có được tình cảm của khán giả. Nhưng mà thôi bây giờ nói một chút xíu nữa thôi, là tại vì thời lượng của chúng ta không có nhiều nữa. The Voice 2017, em nghĩ là nó The Voice 2018 nó đánh dấu một cái bước ngoặt như thế nào đối với cái tương lai của em, với sự nghiệp của em? Thực sự mà nói thì đây là cái em nghĩ đây là một cái cột mốc đánh dấu cái bước ngoặt rất là lớn cho cái cuộc đời của em. Bởi vì đây là gọi là cột mốc đánh dấu tuổi 22 của em. Em đã bắt đầu đi hát từ năm em 18 tuổi. Tức là em có xin đi hát ở mấy cái quán cà phê nhỏ nhỏ cũng trong Sài Gòn, cũng như là đi hát những cái hội chợ, cũng như là đi diễn tỉnh hội chợ. Thì em gặp rất là nhiều cái gọi là bản thân mình chưa có tên tuổi anh. Cho nên là mình bị hơi bị áp bức một cái là mày tới mày hát dường như em là một người hát lót, thì tức là những anh chị có tên tuổi đến hát thì họ đi trễ thì em mới được lên hát, còn nếu mà họ tới sớm đúng giờ thì em coi như là em đi về coi như là mình công giả chàng, thì em cảm thấy rất là buồn bởi vì mình không được làm cái nghề mà mình yêu mến. Cho đến em quyết định là em cố gắng trau dồi bản thân mình thật là tốt để mà đến năm nay em mới được công nhận để mà có cơ hội để mà làm nghề. Thì em cảm thấy là bản thân mình rất là may mắn, cũng như là được ông tổ thương. Bởi vì sau những cái khó khăn mà em gặp phải những năm trước, thì đã đến lúc em nghĩ là đã đến lúc mình đã có thể bắt đầu được rồi. Và mình đến lúc mình có thể làm nghề được rồi. Và cuộc thi này đã mang lại cho em rất là nhiều bài học, cũng như là những hành trang để mà em nghĩ là mình đã có thể sẵn sàng để mà bước vào cái con đường mới. Đó là một cái con đường mà tạm gọi là showbiz lớn, những thế giới gặp được những anh chị lớn hơn, cũng như là gặp được nhiều anh chị nghệ sĩ khác hơn, và được làm việc hợp tác chung với là các anh chị ấy để mà được nhiều khán giả biết đến mình nhiều hơn. Và em hy vọng rằng sau cái cuộc thi này em được khán giả yêu mến và nhìn nhận mình thay đổi qua từng vòng thi. Và xin khán giả hãy bao dung tha thứ cho em những lỗi lầm mà em đã gây ra ở những vòng đầu. Và em sẽ cố gắng, em luôn cố gắng nhắc nhở bản thân mình là phải cố gắng hoàn thiện thay đổi để mà để được lòng khán giả nhiều hơn. Bởi vì đã là người của công chúng rồi thì mình không được đặt cái tôi mình quá cao để mà áp đặt lên công chúng được, mà mình hãy biết dung hòa nó một cách dễ chịu nhất để mà mong được nhận được nhiều sự yêu thương và ủng hộ nhiều hơn. Đó là bài học mà em nghĩ là mình nên học và đang cố gắng từng ngày. Thật ra là với những nghệ sĩ tên tuổi, ngay cả anh Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn, thì ảnh cũng từng phát. Là những người hát lót như đúng em rồi. Yeah. Quan trọng là mình ý thức được bản thân của mình như thế nào, mình rèn luyện như thế nào, và để mình phải
tự tạo cái cơ hội cho bản thân mình, chứ không có thành công nào đến với ai một cách dễ dàng. Riêng cái nghề này là nghề đào thải lớn, đào thải nhanh, tức là em mà đi chậm thôi thì em đã thụt lùi, đừng nói chi là đứng tại chỗ. Hôm nay em có thể em hơn mọi người vì em xuất hiện trên sóng nhiều hơn, nhưng nếu em chỉ cần dừng lại vài tháng, người ta sẽ quên, và có thể em sẽ phải quay lại cái câu chuyện cũ đó trước. Thì câu chuyện vẫn luôn luôn là hãy tiếp tục với cái con đường của mình, với những hành trang mình mang. Thì bây giờ, ngày xưa mình chưa có hành trang, mình đã đi được như vậy rồi, bây giờ mình có hành trang, mình lại càng phải đi nhanh và đương nhiên nghiêm túc, đam mê, tự tới với nghề, thì nghề sẽ đối xử tốt với em thôi. Nói chung một cái câu người ta đúc kết từ ngày xưa giờ chưa bao giờ sai hết: thắng thì không kêu, nhưng mà bại thì không nản. Nhưng mà hiện giờ thì làm KOL với lại show thì ổn chưa? Dạ chưa ạ. Em thiệt ra là em đang gọi là đang xin tài trợ để mà cho ra sản phẩm âm nhạc đầu tiên của mình. Bởi vì em biết là mình là nghệ sĩ mới, cũng xuất phát điểm từ một gia đình không mấy giàu có, cũng chỉ là đủ ăn đủ mặc thôi, cho nên là em đang cố gắng xin tài trợ để mà cho ra sản phẩm âm nhạc đầu tiên của mình thật là tử tế nhất cũng như chỉnh chu nhất để gửi đến khán giả của mình, chứ không em không dám làm qua loa, chẳng hạn như là gặp bài nào ai đưa bài nào không hợp với mình cũng hát, và ekip quay cho mình như thế nào mình cũng chấp nhận. Thì cái đó là em bản thân em là một người khá là cầu toàn trong công việc, cho nên là em rất mong là cái sản phẩm âm nhạc sắp tới của mình là một sản phẩm âm nhạc chỉnh chu để mà gửi đến khán giả nhất. Và không có gì ngoài việc là Kim Thanh với Thành Tài chúc cho Alex tối mai sẽ có một đêm biểu diễn thật là tuyệt vời. Nói chung là cứ để lại dấu ấn trong lòng công chúng tốt nhất cái đã, còn cái chuyện thắng thua tối mai tính sao. Dạ, lời cuối cùng xin cho phép em chào chị Kim Thanh cũng như là anh Thành Tài, và xin cho phép em chào quý vị khán giả trong chương trình Khách Đến Chơi Nhà, và chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành, và nhớ là ngày mai hãy mở TV lên xem rồi vào ủng hộ cho em để mà em có cơ hội tiến gần hơn đến quán quân, để mà bắt đầu một hành trang mới đến gần với khán giả hơn, và hy vọng khán giả hãy luôn yêu thương và ủng hộ em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.